Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, ngày 3 tháng 4, theo thông tin từ Cổng Thông tin Điện tử Bộ Công an, chiều ngày 3 tháng 4, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2024, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an đã trả lời một số vấn đề báo chí quan tâm liên quan đến lĩnh vực công tác của Bộ Công an, trong đó có những thông tin liên quan đến tiến trình điều tra vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn. Theo đó, về tiến độ điều tra vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Bộ Công an đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án. Cơ quan điều tra đã thu hồi 55 tỷ đồng và 1,6 triệu USD do các bị can nộp lại, đồng thời đang rà soát kê biên, phong tỏa nhiều tài sản có giá trị của các bị can, đối tượng có liên quan. Liên quan một số thông tin xấu độc trên các trang mạng xã hội gần đây, vụ việc phát ngôn sai sự thật về Chủ tịch Ngân hàng Sacombank bị cấm xuất cảnh, người phát ngôn Bộ Công an thông tin, hành vi thông tin sai sự thật sẽ được điều chỉnh bởi luật an ninh mạng, luật hình sự, luật dân sự và các quy định khác liên quan. Trên tinh thần tất cả những ai vi phạm pháp luật sẽ bị xử lý bằng pháp luật, không có vùng cấm ngoại lệ. Trong quý 1 năm 2024, Bộ Công an đã phát hiện hơn 20 triệu cảnh báo các hoạt động tấn công mạng, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước. Riêng trong tháng 3 năm 2024, phát hiện hơn 7 triệu cảnh báo, tăng 6% so với tháng 2. Lừa đảo qua mạng xảy ra 605 vụ, cơ quan chức năng đã bắt 377 đối tượng. Số tiền các nạn nhân bị chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng. Trung tướng Tô Ân Sô nhấn mạnh, Bộ Công an đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp tăng cường công tác đảm bảo an ninh, bảo vệ hệ thống mạng. Người dân tham gia tố giác tội phạm, không tin, không nghe các hướng dẫn quá chi tiết qua điện thoại và các dịch vụ OTT để tránh bị lừa đảo. Trước đó vào sáng ngày 28 tháng 3, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cũng thông tin, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam thêm 2 người là lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc và nguyên lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi, điều tra việc nhận hối lộ của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện cho các dự án. Ông Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, bị khởi tố tạm giam ngày 27 tháng 3 với cáo buộc nhận hối lộ liên quan vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an nghi vấn ông Anh đã nhận tiền của Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu, tức Hậu Pháo, để tạo điều kiện cho tập đoàn này thực hiện dự án chợ dầu Mối Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, theo Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an. Đây là lãnh đạo thứ 3 của Vĩnh Phúc bị bắt trong tháng 3 do liên quan đến Hậu Pháo. 20 ngày trước, bà Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc và ông Lê Duy Thành, Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc bị khởi tố tạm giam cũng với cáo buộc nhận hối lộ. Bộ Công an cho biết ông Thành và bà Lan đã nhận số tiền tương đối lớn, lên đến nhiều tỷ đồng. Hai người bước đầu đã nộp lại tiền. Hậu Pháo bị cáo buộc chi phối lũng loạn gây áp lực với một số bị can trong Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc. Cùng ngày bắt ông Hoàng Anh, cơ quan điều tra cũng bắt cựu bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ với cáo buộc nhận tiền, tạo điều kiện giúp Phúc Sơn trúng gói thầu thi công tuyến đường chính dự án đường bờ nam sông Trà Khúc, tỉnh Quảng Ngãi. Ngày 27 tháng 3, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bắt ông Chữ để điều tra nghi vấn nhận tiền của Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu, tức Hậu Pháo, để tạo điều kiện giúp trúng gói thầu thi công tuyến đường chính dự án đường bờ nam sông Trà Khúc, tỉnh Quảng Ngãi, theo Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an. Đây là người thứ 3 của tỉnh Quảng Ngãi bị khởi tố liên quan đến vụ án tại Tập đoàn Phúc Sơn. 20 ngày trước, Bộ Công an bắt ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch tỉnh, và Cao Khoa, cựu Chủ tịch tỉnh, cùng với cáo buộc nhận hối lộ. Theo Bộ Công an, sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thi hành các quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can, lệnh khám xét ngay trong ngày 27 tháng 3. Trong đó, ông Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc bị bắt với cáo buộc nhận hối lộ để tạo điều kiện cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn của Nguyễn Văn Hậu thực hiện dự án chợ đầu mối Vĩnh Tường. Cụ thể, chiều ngày 27 tháng 3, lực lượng công an xuất hiện tại nhà riêng ông Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc ở phố Quang Trung, phường Nông Trang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Thông tin từ Ủy ban Nhân dân phường Nông Trang cho biết, vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 27 tháng 3, lực lượng công an và xe biển xanh xuất hiện tại nhà riêng ông Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc ở phố Quang Trung, phường Nông Trang. Một lãnh đạo phường Nông Trang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ xác nhận, công an phường có tham gia bảo vệ để các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ ở khu nhà riêng của ông Hoàng Anh. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã rời khỏi khu vực phố Quang Trung. Nhắc đến dự án chợ đầu mối Vĩnh Tường, có tên đầy đủ là khu chợ đầu mối nông sản thực phẩm, hệ thống kho vận và khu đô thị thương mại Vĩnh Tường,
Ban đầu, dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Bất động sản Thăng Long làm chủ đầu tư, có tổng vốn hơn 2.000 tỷ đồng. Đến năm 2019, dự án được chuyển nhượng cho tập đoàn Phúc Sơn. Tính đến nay, dự án đã trải qua 4 lần điều chỉnh quy hoạch. Tổng diện tích dự án là trên 186 ha thuộc địa phận huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Trong đó, phần đô thị gần 93 ha, phần chợ, kho vận chuyển hơn 61 ha. Theo Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an, ông Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc bị khởi tố bắt tạm giam với cáo buộc nhận hối lộ liên quan đến dự án này. Trung tướng Tô Ân Sô thông tin, bị can Phạm Hoàng Anh đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu, tức Hậu Pháo, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Phúc Sơn để tạo điều kiện cho doanh nghiệp của Hậu thực hiện dự án chợ đầu mối Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Trước đó, ngày 26 tháng 3, tại buổi họp báo quý 1 năm 2024, Bộ Công an đã thông tin thêm về quá trình điều tra vụ án Công ty Tập đoàn Phúc Sơn, trong đó có hành vi nhận hối lộ của cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành. Theo Bộ Công an, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn dựa vào mối quan hệ thân quen để chi phối chính quyền cơ sở. Ngày 26 tháng 3, tại buổi họp báo quý 1 năm 2024, Bộ Công an đã thông tin thêm về quá trình điều tra vụ án Công ty Tập đoàn Phúc Sơn, trong đó có hành vi nhận hối lộ của cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành. Tại buổi họp báo, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế tham nhũng buôn lậu C03 cho biết, vụ án liên quan đến Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu, còn gọi là Hậu Pháo, khởi tố từ ngày 26 tháng 2. Đây là vụ án xảy ra tại nhiều địa phương liên quan đến những dự án của Tập đoàn Phúc Sơn đầu tư, trong đó một dự án ở Vĩnh Phúc, một dự án ở Quảng Ngãi. Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, đây là vụ án lớn và C03 coi đây là dạng tội phạm mới. Qua điều tra và lời khai các bị can, C03 thấy bị can Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Phúc Sơn đã có những hành vi lũng loạn, gây áp lực để ép một số bị can là nguyên lãnh đạo tỉnh nhằm trục lợi. Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành cho biết thêm, C03 đã khởi tố 14 tội danh, trong đó có tội nhận hối lộ và có hai lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc đã nhận số tiền hàng tỷ đồng, bước đầu đã nộp lại cơ quan điều tra. Đặc biệt, Nguyễn Văn Hậu còn khai đã đưa tiền cho nhiều người, trong đó có Nguyễn Trung Hoành, Chánh văn phòng huyện ủy huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long, số tiền khoảng 64 tỷ đồng. Trước đó, liên quan tới vụ án trên, Nguyễn Trung Hoành bị khởi tố bắt tạm giam về tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi, quy định tại khoản 3 điều 366 Bộ Luật Hình sự. Thông tin thêm tại buổi họp báo, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành là người trực tiếp thụ lý vụ án. Theo Bộ Công an, Tập đoàn Phúc Sơn hoạt động từ năm 2004 ở cấp huyện trong phạm vi mức độ vừa phải. Từ năm 2015, Phúc Sơn vươn mình mạnh mẽ khi được nhận nhiều công trình từ Bắc đến Nam. Hiện doanh nghiệp có 21 dự án với tổng mức đầu tư hơn 40.000 tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang củng cố tài liệu, chứng cứ đối với sai phạm của các bị can đã khởi tố, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ các sai phạm khác của Tập đoàn Phúc Sơn tại các địa phương và các đơn vị có liên quan, áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật để thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an kêu gọi các đối tượng có liên quan trong vụ án này khẩn trương đầu thú, tố giác tội phạm và khắc phục hậu quả để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Đến đây, thời lượng của chương trình cũng đã hết. Những thông tin mới nhất liên quan sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi đến quý vị và các bạn. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!